Bầu ơi em buồn chi, những lời người ta gieo buồn đau. Họ nói xong rồi, họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra, mấy ai chọn nơi bắt đầu. Thế nhưng mình luôn nhắc mình, sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Đạt cũng chưa biết là cái bộ phim mà mình muốn làm về Lô Tô nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình, riêng mình, bản thân mình nha, mình muốn cái gam màu nó phải tươi sáng chút xíu. Nhất là về cái vấn đề mà gia đình, cha ba mẹ không ủng hộ về giới tính của con cái á, có nghĩa là họ không có thoải mái trong cái việc đó. Cái nghề này rất là bạc luôn, cho nên là có những cái lời nói rất là nặng. Mình nghe mà mình nhớ hoài, nhớ mãi luôn. Welcome to the Lotto Show of Sài Gòn Tân Thời. Hi, xin chào. Chào mừng mọi người đến với Amazing Woodshop, nghề nào cũng là nghề. Tại đây, Thảo và khách mời sẽ cùng nhau chia sẻ về đủ thứ nghề trên đời. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là nghệ sĩ Lô Tô Mậu Đạt. Hi. Chào đằng ấy. Đằng ấy chào đằng kia nha. Giờ mình xưng hô sao giờ ta? Xưng hô theo giao diện đi. Chào bà. Nay nhìn dịu quá ha. Bà. Sáng mới cốc lâu không? Cũng cỡ tiếng đồng hồ thôi. Thông thường mà mỗi lần mà đi show, đi diễn vậy á, thì ấy sẽ dành khoảng bao nhiêu thời gian để chuẩn bị chỉnh trang, make up? Cái thời gian mà mình make up chỉnh trang á, nó không có cố định đâu. Thí dụ như mà cái bữa đó mình vui á, mình làm nhanh, mình làm lâu vậy thôi. Có thể là tùy theo cái mức độ khung giờ người ta quy định. Với lại cái show ngày hôm đó nó sẽ như thế nào, đúng không? Nó sẽ phụ thuộc vào cái show ngày hôm đó nữa, đúng không? Vậy thì đào sâu hơn một tí về Lô Tô ha. Thì Thảo thấy trên sân khấu mọi người rất là hát rất là nhiều bài hát để kêu một con số nào đó. Thì cho Thảo hỏi là một cái yếu tố nào để có thể tạo nên cái bài hát Lô Tô, hay là người nghệ sĩ Lô Tô đã có một cái list sẵn trong đầu, tới số đó thì phải những bài này, hay là sẽ theo concept từng đêm? Thường thì mỗi nghệ sĩ hát Lô Tô á, sẽ có những cái bài riêng, bài tủ của người ta. Thí dụ như bóc ra con số đó, họ đã có con số đó, hát liền luôn. Thì mình cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà có những cái trường hợp mà thí dụ như mình bóc ra mà mình bí quá, mình không biết hát con gì, hoặc là mình không có nhớ cái bài đó, thì mình sẽ mình chế đại. Có nghĩa là chứ không thể nào mà kêu người khác cứu mình được hả? Có cách nào ra hiệu cho cứu bộ không? Có. Được luôn, nếu mà mình bật tên em với nhau quen rồi á. Mình chỉ cần đá lông gieo một cái là người ta biết là mình chết, con này đang bí phải không? Là đứt cho mình cái câu hát để mình sổ hoặc số liền, hoặc là sẽ pha trò để cứu mình ngay lúc đó, đúng không? Thảo coi những cái chương trình Lô Tô thấy mọi người trong quá trình hát á cũng cố tình sẽ thêm một hai câu đó vô để cho khán giả cảm thấy vui nhộn hơn, ứng biến. Đúng rồi. Vậy thì cái đó có phải là một cái yếu tố cần thiết cho một nghệ sĩ Lô Tô hay không? Có là phải biết pha trò sân khấu nè, biết chiều lòng khán giả, hay những yếu tố nào mà tạo nên một nghệ sĩ Lô Tô? Cái yếu tố đó có thể là nó hơi khó để gọi là ai cũng như nhau được. Cái giống như cái duyên trời cho của mỗi người á, cái sự nhanh nhạy, cái phản ứng ở trên sân khấu của mỗi người nó khác nhau nữa. Cho nên là nếu mà nói ai cũng phải có cái đó thì hơi ép người ta quá. Nhưng mà nếu mà có thì sẽ được rất là nhiều khán giả yêu thích, dễ nổi tiếng hơn. Có thể. Vậy thì Đạt có cảm thấy là trong quá trình đi diễn suốt 6 năm đó của mình á, có những cái khó khăn nào mà làm cho Đạt cảm thấy nhớ, mà kiểu nó sẽ trở thành cái khó khăn trên trong cái nghề nghiệp của mình luôn không? Cái khó khăn nhất của người nghệ sĩ Lô Tô mình nghĩ là về vấn đề thời tiết á. Tại vì tụi mình là sân khấu diễn ngoài trời, đúng rồi. Nếu mà mưa, thời tiết xấu một cái là ngày hôm đó là coi như vắng khách, có khi là hủy lịch diễn luôn, không có diễn thì chị em trong đoàn không có lương. Đó thì thời tiết là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là cái địa điểm á. Tại vì Lô Tô là mình phải có một cái địa điểm nó cố định để cho khán giả tới thường xuyên. Nếu mà cái địa điểm đó có vấn đề bị trục trặc, cái địa điểm người ta không có cho mình thuê nữa,
thì sẽ rất là khó. Mình phải đi tìm một cái khác và phải bắt đầu lại từ đầu. Khán giả phải làm quen lại với chỗ mới, rồi lại một cái lượng khán giả, nếu mà cái địa điểm xa quá họ không tới là mình mất một lượng khán giả nữa, mất lượng khách quen. Đúng không? Nhưng mà cái địa điểm Lô Tô đó nó sẽ cố định hàng tuần rồi trong quá trình đó thì Đạt có đi lưu diễn các tỉnh thành khác không hay là cứ diễn cố định ở đó hoài luôn? Có đi lưu diễn. Đi lưu diễn, nói chung là 63 tỉnh thành chắc là đoàn đi hết trơn rồi đó. Vậy hả? Tại vì Đạt Thảo thấy là ở ngoài những cái tỉnh mà miền Bắc hoặc miền Trung thì họ sẽ không có chuộng Lô Tô nhiều bằng những cái miền Nam hoặc Tây Nam Bộ. Đúng rồi. Nhưng mà ngoài đó Đạt vẫn có đi diễn và khán giả họ có chào đón mình nhiều như trong này không? Nếu mà cái bộ môn đó lạ với họ quá thì cái nhịp họ bắt nó sẽ chậm hơn chút xíu. Nhưng mà mình sẽ tùy theo cái lượng tương tác của khán giả đó, mình sẽ bắt theo cái nhịp của người ta để người ta hòa chung với mình cho nó vui. Thí dụ ở ngoài người ta chỉ xem mình qua TV hoặc là qua YouTube thôi, họ không có biết gì nhiều về mình đó, cho nên là mình phải từ từ tiếp cận lấy lòng người ta, rồi người ta hòa cái nhịp đó với mình, người ta ủng hộ. Có nghĩa là họ vẫn rất là ủng hộ nhiệt tình, chỉ là họ chưa có quen với cái văn hóa Lô Tô lắm, đúng không? Thì mình là những người mà dẫn dắt họ đến với Lô Tô nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì Thảo có nghe nó ngoài Bắc thì họ chắc là hay chơi bài trò nhiều hơn, nó cũng dạng sổ số Lô Tô. Để có biết cái nguồn gốc Lô Tô nó xuất phát từ đâu không? Xuất phát từ hình như mình nhớ là một cái trò chơi của nước ngoài là có tên là bingo. Đúng rồi, bingo của Ý. Đúng rồi. Bingo của Ý, xong rồi mình du nhập về Việt Nam, mình thay đổi biến tấu lại. Mình thêm những cái câu hát câu về vô cho nó dân dã, cho nó quen thuộc với mọi người. Nếu vậy thì trong Lô Tô nó sẽ có những thuật ngữ nào mà chỉ người trong ngành biết hoặc là khán giả mà họ ít biết tới những thuật ngữ đó không? Giống như những cô đào họ thường sẽ gọi nhau bằng cái gì nhẹ như vậy? Những cô đào họ hay gọi nhau bằng mày tao đó. Rất là thoải mái luôn, có nghĩa là muốn gọi gì gọi. Trên sân khấu cũng vậy luôn hả? Khi mà mỗi cô đào vô sân khấu sẽ có một cái biệt danh riêng. Một cái tên thường gọi, thí dụ như mình là Phi Thanh Vân. Có người gọi Phi Nhân Lậu. Rồi Hương Hỏa này nọ đúng không? Đúng rồi. Thảo có xem qua một số cái Lô Tô mà bên đoàn mình hay diễn á, Thảo thấy là nó sẽ theo cái concept từng đêm đúng không? Có khi nào mà lên sân khấu tự gọi là biến tấu biến hóa không, hay là cứ phải theo concept nó diễn hoài? Mà cái concept đó là một cái vở kịch cho khách đúng không, và Lô Tô vẫn là một cái yếu tố chính. Nói cái concept thì nó cũng không hẳn, nhưng mà nó sẽ là một cái chủ đề của từng đêm. Ví dụ như đêm đó là chủ đề Nhật Bản đi, thì tất cả mọi người đều hóa trang thành những người Nhật, cô gái Nhật. Rồi nếu mà nam thì là samurai được như vậy. Là sẽ theo phong văn hóa Nhật Bản trong cái đêm đó. Nói chung là sẽ theo chủ đề mỗi đêm. Ví dụ là vậy. Rồi theo chủ đề thì sẽ có trang phục, rồi cách biểu diễn, rồi những bài hát nó tương tự, nó gắn liền với những cái chủ đề đó. Những cái trang phục hóa trang đó là thường là đoàn sẽ chuẩn bị cho mình hay là tự bản thân nghệ sĩ chuẩn bị? Và nếu mà tự bản thân nghệ sĩ chuẩn bị thì thực sự nó có tốn kém nhiều hay không? Hay là lấy đồ của chị Lộ mặc vậy? Làm sao mà ai cũng mặc chừa chị Lộ được. Chị Lộ cũng cái size chị cũng khó. Tại vì Thảo có xem một cái clip nào đó thấy Đạt lấy đồ chị Lộ mặc đó nha. Cái đó là cái miếng diễn thôi chứ không phải là nào cũng lấy. Thì đúng rồi, là có nghĩa là sau trong mỗi cái đêm đó thì bên đoàn họ sẽ chuẩn bị cho mình hả? Thuê đồ hả? Hay là có sẵn? Nếu như mình có sẵn, mình có nói chung là mua sẵn thì mình đem theo. Còn không thì đoàn sẽ chuẩn bị cho mình. Đoàn sẽ thuê hoặc là sẽ mua sau đó để có đồ cho tất cả mọi người cùng diễn. Có khi mà phải fitting những trước, cái chương trình không? Lớn á, thí dụ như là hoa hậu nè, bên mình làm á thì phải đặt để làm những cái bộ trang phục dân tộc cho nó hoành tráng và nó giống và nó nói chung là nó đẹp nhất có thể để đem lên sân khấu cho khán giả coi. Là những trang phục đó khi mà mặc xong thì vẫn duy trì hoài để tụi mình diễn về sau luôn. Đúng rồi. Tính tới nay Đạt theo nghề Lô Tô được bao nhiêu lâu rồi? 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Tròn trịnh. Nếu vậy thì cái cơ duyên nào đã đưa mình đến với cái nghề này? Đó là chương trình Người Bí Ẩn. Hôm đó thì mình đi cast chương trình thì vô tình gặp được chị Lộ Lộ. Thì hoàn toàn là mình không có biết gì về Lô Tô trước đó nha. Vô chổng thì chị mới chỉ cho mình cái câu hát
con này nó ra số này nè, và mình cũng học thuộc, mà hơn là mình có kiểu có nhiệt lý trong người á, kiểu có năng khiếu á. Cho nên là mình bắt nhịp rất là nhanh. Nếu vậy chỉ là vì mình biết hát thôi, tại sao mình lại chọn theo nghề lô tô trong khi mình vừa có ngoại hình, mình cũng có tiếng Anh đúng không? Mình có nhiều yếu tố để mình trở thành một ca sĩ hoặc là một cái nghề khác. Tại sao là Đạt là cũng phải chọn theo nghề lô tô? Và tính tới thời điểm hiện tại nó cũng là con số quá lớn, 6 năm rồi. Thiệt ra là mình không có chọn. Thiệt ra mình không chọn nghề mà nghề chọn mình. Có duyên á mới làm được cái nghề này. Thiệt sự là mình học ở trường sân khấu 4 năm. Mà năm đầu tiên thì mình đã vô tình được nổi tiếng nhờ cái ngành nghề này. Thì mình nghĩ nó là cái duyên rất là lớn cho mình. Đúng không? Tự nhiên đâu có một cái đứa học sinh học trong trường không có biết gì về lô tô hết trơn. Cũng không có danh tiếng gì hết đúng không? Đúng, không ai biết gì hết trơn. Tự nhiên đùng qua một đêm, ngày hôm sau là Facebook mình là bùng nổ luôn. Quá dễ thương. Đúng rồi, sau cái chương trình nó phát lên là người ta nhắn tin, người ta nói hỏi ra, ồ em là vậy vậy vậy, em sẽ đi giết hả. Rồi nói chung là mình cũng hơi ngợp, hơi choáng khúc đầu. Nhưng mà sau đó mình bình tĩnh lại là mình, à thiệt sự là mình không có chọn cái nghề này đâu, mà cái nghề nó chọn mình đó. Thật sự là mình có duyên đúng không? Thôi mình sẽ ráng mình theo tới đâu hay tới đó. Nhưng mà mình nghĩ chứ một phần cũng do đồng nghiệp quá dễ thương đúng không? Có nghĩa là những cái đêm diễn nó mang lại niềm vui cho chính bản thân mình. Đúng. Chưa nói đến là một cái nghề mà kiếm kế sinh nhai, nó làm cho mình vui trước đã. Đúng. Vậy thì trong cái quá trình đi hát mà diễn hàng đêm như vậy, thậm chí là liên tục á, có khi nào mà Đạt tự nhiên bị quên bài trên khấu, quên lời, bị sượng hay sao đó, thì những lúc đó là Đạt sẽ xử lý như thế nào, hay là hát cho qua bài? Đầy. Rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà mình kiểu như đã học diễn viên rồi, cho nên mình có cái cách mình ứng biến. Mình ý chung là mình lấp liếm đi. Mình pha trò, mình làm hề cho mình nhạc nhờ này. Cầu cứu đồng nghiệp xung quanh đúng không? Nói chung là vui rồi, người ta bỏ qua cho. Theo như Đạt nói thì có nghĩa là trong mỗi đêm diễn như vậy là phải đầu tư trang phục rất là nhiều. Có khi nào mà mình phải tự mua trang phục mà cái tiền đó nó ngốn hết tiền cachet của mình hay không? Ôi có chứ, trời đầy luôn á. Rất là yêu nghề luôn đó. Có những cái hôm mà nói chung là thấy chị em mình làm quá đi. Nói chung mình phải là theo cho kịp bạn bè đó. Không má nào chịu thua má nào đâu. Thấy người ta có cái này có cái kia mình cũng phải ráng. Mình sắm sửa, mình quện lên người làm sao cho nó nhiều, nó lồng lộn hơn ta. Lộng lẫy nhất có thể. Nói chung là có những hôm mà nó âm luôn cả tiền cachet của mình nữa, nhưng mà được cái là lên sân khấu thì được cái hiệu ứng rất là tốt từ khán giả, mình cũng rất là vui. Thì thôi hôm nay bù qua sức lại. Đúng rồi, bù qua sức lại, có được này được kia, ngày này ngày kia kể. Nếu vậy thì chính cả tới cái trang phục ngày nay nó cũng đầu tư hơn ngày xưa rất là nhiều. Thì Đạt có cảm thấy là cái lô tô thời nay với lô tô thời xưa nó khác gì nhau không? Kể cả trong cái lối make up. Tại vì Thảo thấy là ngày xưa thường họ sẽ make up thật là lồng lộn, thật là kiểu nó hơi lố một xíu để nó thu hút được cái sự chú ý của khán giả. Tại vì lúc đó người ta sẽ chưa biết nhiều đến lô tô. Nhưng mà thời nay khi khán giả họ đã quá quen thuộc với nghệ thuật lô tô rồi á, thì nghệ sĩ họ sẽ hướng theo một cái hình ảnh là trang nhã hơn, nhìn nó thanh lịch, sang hơn, đúng không? Đúng không? Thì cái đó cũng là có sự khác nhau giữa lô tô truyền thống với ngày xưa. Thì bây giờ Đạt còn thấy thêm yếu tố nào nó khác nhau nữa hay không? Cái yếu tố mà Đạt thấy nhiều khác nhiều nhất á là về cái cách trình diễn. Hồi xưa là có thể là họ rất là thoải mái, nói chuyện rất là nói chung là kiểu dân dã. Còn bây giờ thì sẽ cao cấp hơn, tại vì có kịch bản hơn xíu hả? Đúng rồi, có cái chương trình nó chỉnh chu, nó hay hơn, nó mới hơn. Rồi cái cách diễn của diễn viên trên sân khấu nó cũng tiết chế đi rất là nhiều, để cho cái đối tượng khán giả của mình xem không những là người lớn mà còn là những cái em thiếu nhi, người ta xem người ta cũng rất là thích, và hơn hết là mình phải tôn trọng khán giả. Nói tới cái đối tượng khán giả thì chắc chắn là sẽ có những đối tượng khán giả trẻ và đối tượng khán giả lớn tuổi hơn một chút. Giống như Thảo đi, Thảo sẽ rất là thích những cái nhạc mà trendy trên TikTok,
những cái nhạc càng trend này càng mới lạ mà đem vào Loto thì Thảo sẽ cảm thấy wow, ở đây rất là cập nhật xu hướng. Nhưng mà đối với những cái người lớn như ba mẹ của Thảo đi coi đi thì có nhận xét là kiểu Loto ngày nay nó hơi kỳ á, kiểu gọi là nó hơi trend quá, trẻ quá, nó làm cho người lớn tuổi xem thì cảm thấy không hợp lắm. Thì Đạt có cảm thấy đó là một yếu tố cần thiết để thu hút khán giả hay không, hay là vẫn nên giữ cái truyền thống hơn? Tại vì Loto là mình không có làm một mình được. Một đoàn Loto ít nhất cũng phải là có 20-30 người ở trong đó. Đoàn lớn và còn đoàn nhỏ thì mình không biết. Thì cái công việc đó thì mình sẽ chia ra cho mỗi người đảm nhận một cái màu sắc riêng. Thí dụ như dân trẻ thì dân sẽ tiếp cận lượng đối tượng trẻ, kiểu vậy. Còn có mấy anh chị lớn hơn thì họ giữ cái truyền thống của họ, những cái câu hát câu vè rồi cải lương hồ quảng chẳng hạn, thì đối tượng khán giả lớn tuổi họ vẫn thích, họ vẫn thích xem. Thì mỗi người thì sẽ thu hút cái lượng khán giả khác nhau, thành ra là một đoàn sẽ có nhiều cái màu, nó trang hòa, nó bù đắp. Có nghĩa là trong chính một đêm diễn mình phải có nhiều màu sắc đúng không, để cho những đối tượng khán giả xem ai cũng đúng cảm rồi. Thấy phù hợp hết mà không thấy chán luôn. Không thấy chán luôn. Gọi là về mỗi người đảm nhận một cái vai trò khác nhau trong đoàn đi, nhưng mà cũng sẽ có những người Thảo thấy nó sẽ hơi nổi bật hơn một chút, dạng như vedette vậy á, thì Đạt có cảm thấy có sự cạnh tranh trong chính cái nghề hay là chính trong cái đoàn của mình hay không, hay là đang mọi người đều muốn cố nổi bật mình lên để mình có tiếng, có show nhiều hơn dạng như vậy? Đoàn nào thì mình không biết chứ đoàn mình thì chắc không có. Nếu mà có cái sự như mà Thảo nói á, thì chắc là mọi người chỉ muốn cạnh tranh để mình tốt lên hàng ngày, mình giỏi lên hàng ngày thôi, rồi mình được khán giả yêu thương hơn thôi, chứ không phải là cạnh tranh để ghét nhau, để hạ nhau xuống thì không có. Là trong đoàn của Đạt đang diễn là không có sự ghen tị, không có luôn á. Rất là mình nghĩ không có thì mình mới diễn được tới bây giờ á, tới 6 năm trời á, chứ mà có là thôi mình thì tới xin good đây. Thảo cũng nghĩ là tại vì cái môi trường làm việc của Đạt đang quá tốt cho nên nó tạo cho Đạt một cái động lực để có thể đi làm, tiếp tục cống hiến cái sức mình cho Loto đúng không? Nếu vậy thì trong đoàn không có thì giữa các đoàn khác với nhau sao? Rồi có khi nào bằng mặt không bằng lòng? Thật sự có không, ý là có mạnh dạn để chia sẻ cái đó không? Ngại quá à. Tại vì mình cũng đứng bên lề drama chứ mình không có bước chân nào vào cả. Nhưng mà mình thấy á, ý kiến riêng thôi nha, ý kiến riêng thôi thì cũng có chứ không phải không. Tại vì ngành nào cũng vậy thôi chứ không phải Loto không đâu, đúng không? Đúng rồi. Có chỗ này thì cũng có chỗ kia, có khách này cũng có khách kia thôi, thì mình sẽ có một cái sự so sánh nhất định, thì chính vì cái sự so sánh đó thì sẽ dẫn đến nhiều cái tranh cãi, nhiều cái mâu thuẫn. Nhưng mà riêng Đạt nha, Đạt không quan tâm thật sự luôn, không có quan tâm, mình không có thời gian để quan tâm luôn á. Cuộc sống của mình, cuộc đời của mình còn không có lo xong nữa, làm sao mà mình chỉ nghe, cần làm tốt việc của mình đúng nghe không? Nghe mấy cái chuyện đó đúng rồi. Là nghe thì có nghe cho biết thôi. Đúng rồi. Tại vì nghe cho bàn cho biết vậy thôi. Có thể là một ngày mấy tiếng vậy thôi. Rồi xong rồi quên. Rồi mình lại làm công việc của mình. Vậy đúng thôi. Đạt có nhớ được số tiền đầu tiên mà Đạt kiếm được từ cái nghề Loto này là bao nhiêu không? Số tiền đầu tiên hả? Lâu quá rồi, 6 năm rồi. Là có tiền không hay là bữa đó đi diễn free vậy? Số tiền đầu tiên chắc là trong chương trình Người Bí Ẩn á, là lần đầu tiên mình nhận cát xê của chương trình đó cho cái công việc Loto luôn á. Mình không nhớ nữa, hình như là vài triệu. Wow, cũng nhiều mà lâu rồi đó nha, nhiều. Lâu lắm rồi đó. Nếu vậy thì thật sự là tới thời điểm hiện tại Đạt đã theo nghề được 6 năm rồi. Và Đạt có cảm thấy Loto là cái nghề mà có thể nuôi sống bản thân, có thể dư dả cho Đạt thoải mái một xíu không? Hay nó chỉ đơn giản là cái nghề mà kiếm kế sinh nhai đủ sống qua ngày thôi? chắc đủ sống à, chứ không có dư dả gì đâu. Tại vì mọi người thấy cái mức độ đầu tư cho Loto nó cũng rất là nhiều. Quần áo, trang phục, giày dép, trời ơi, ngốn bộn tiền luôn á. Cho nên không có dư nhiều đâu. Rồi xăng xe đi lại ăn ở Sài Gòn cũng rất là nhiều. Đúng rồi, chi phí Sài Gòn quá là cao đi. Mọi người ở trong đoàn á, thì nếu như mà họ gọi là chỉ có công việc Loto thôi á, thì họ phải rất là cố gắng luôn á.
là làm ngày làm đêm để không dám nghỉ luôn, nhất là những cái dịp lễ Tết á là không có dám nghỉ luôn nha. Để có tiền trang trải cuộc sống, còn mình á thì mình còn trẻ mà đó, mình làm được nhiều nghề, thí dụ như Vân ở trường sân khấu, ngoài cái việc đi hát, Nam Dân còn đi diễn, đi đóng MV, rồi đi quảng cáo, rất là nhiều live công việc này khác. Nó đúng không? Livestream để có tiền. Có những cái livestream của mình rất là có thể là hôm nay nè, cống hiến có luôn thể đó. Là đi hôm nay nè, cũng có thể kiếm chác được chút. Có nghĩa là mình thoải mái, mình làm được nhiều nghề hơn, cho nên là thật sự là nói chung nghề lô tô chỉ là một cái nghề đủ sống thôi đúng không? Còn mấy anh chị khác mà chỉ có một nghề không, nó rất là bấp bênh. Thí dụ như không diễn được sân khấu là họ ở nhà luôn. Họ những ngày mưa nè, những lần mà sân khấu bị mất sân khấu á, đoàn của Vân là mất sân khấu là khoảng 3 lần rồi đó. Cho nên rất là khó khăn cho mấy anh chị đó. Vậy trong suốt cái quá trình đi diễn đó thì có những tình huống nào mà làm mình cảm thấy nó hơi khó xử không? Chẳng hạn như là gặp những khán giả hơi khiếm nhã, những cái yêu cầu mà nó làm cho mình cảm thấy khó chịu một xíu. Chắc có, là có rất là nhiều luôn á. Thí dụ như ở các khán giả ở dưới các tỉnh, kiểu như họ chỉ vui thôi, họ giỡn, họ trêu ghẹo mình thôi, nhưng mà cái cách phản ứng của mình với cái việc đó nó mới quan trọng. Thí dụ như mà mình mà khó chịu hay là mình làm lố làm quá lên đó thì họ cũng sẽ bị tự ái, không thích. Nhưng mà cái cách mình phản ứng làm sao cho nó xử lý tình huống đúng không? Đúng rồi. Thí dụ như mà người ta có vô tình người ta đưa tay người ta đụng chạm gì, trời mấy anh dưới quê vậy lắm thì mình cũng phải phản ứng làm sao cho nó dễ thương. Rồi kêu anh ơi đừng đụng vô nó rớt ai kiểu vậy cho chân người ta không có bị sượng bị quê. Nhưng mà cũng tùy theo cái cách của mình làm nghề, cái cách của mình đối diện với người ta làm sao để cho người ta có dám làm cái chuyện đó hay không. Thí dụ như mình lịch sự, mình đàng hoàng, mình nói chuyện đàng hoàng, không có ai dám làm vậy mình. Còn mình mà mình bẩn cợt rồi mình đẩy đưa thì thì cái chuyện nó xảy ra là đương nhiên. Cái phong cách biểu diễn hiện tại của Đạt á, có đang được bị ảnh hưởng bởi ai không, hay có lấy ai làm cái hình mẫu để cho mình hướng theo không? Hồi xưa thì mình xem rất là nhiều anh chị diễn, nghệ sĩ lớn, thí dụ như là anh Trấn Thành nè, rồi chú Quỳnh Linh nè, cô Diệc Hương nè, nói chung là mình coi rất là nhiều, sau đó là mình gom góp những cái kinh nghiệm mà của mấy anh chị đứng trên sân khấu như thế nào, rồi mình áp dụng vô lô tô. Còn cái hình tượng mà Phi Thanh Vân Lộ mà Đạt đang hướng tới đó, nó chỉ là một cái là một biểu diễn, một miếng biểu diễn khán giả thôi đúng không? Nhưng mà vô tình được mọi người biết tới và yêu mến. Tại vì nó quá ấn tượng, thực sự nó quá ấn tượng, nó quá dễ thương. Đúng rồi. Thì giờ chị Thanh Vân, Phi Thanh Vân mình cũng đã gặp ở ngoài đời rồi và mình cũng kể cái câu chuyện này cho chị nghe. Chị rất là vui và rất là thích. Chị nói là em sẽ cần phát triển hơn nữa với cái tên này. Rất thì là mình, dễ thương luôn. Đúng rồi, mình thấy rất là dễ thương cho nên là ok, mình sẽ giữ cái tên này để khán giả giống như là một cái dấu ấn trong lòng của khán giả. Chị thì ráng giữ mối quan hệ chị Phi Thanh Vân nha, thôi bị đánh bản quyền thương hiệu đó. Cũng có nhiều người nói mình sao không đổi cái tên đi, nghe cái tên này nó hơi nhạy cảm chút xíu. Mình cũng có nghĩ thử nhiều lần rồi nhưng mà thôi chắc là cái tên này tổ cho mà. Thôi mình ráng nhờ giữ nó đi. Mà mình được khán giả biết đến đúng không? Rồi tới bây giờ thì thôi mình cũng không có nghĩ gì nhiều. Theo Thảo thấy thì với những nghệ sĩ bình thường đi, ca sĩ này nọ, khi mà họ đi hát trên sân khấu hay họ ra bên ngoài, họ xuống sân khấu thì khán giả họ vẫn nhận ra rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với nghệ sĩ lô tô, tại vì khi mà lên sân khấu mình phải make up hóa trang quá là đậm, thì có thể khi mà mình bước xuống sân khấu cái hình tượng mình không như trên sân khấu nữa, khán giả họ không nhận ra, thì Đạt có buồn vì cái điều đó hay không? Riêng Đạt thì không buồn nha. Không thấy buồn. Tại vì làm con gái với làm con trai là hai cái chuyện đó nó cũng đã khác nhau rồi. Tại vì Thảo thấy với một người nghệ sĩ mà được khán giả biết đến đi,
thì họ sẽ cảm thấy là ồ, mình đã thành công này nọ. Còn với một người nghệ sĩ lô tô có nghĩa là cống hiến hết mình trên khấu đi, mà bước xuống khấu không ai biết mình là ai hết trơn. Thì người ta biết mình trên sân khấu, mình làm gái thì ra làm gái thì người ta biết thôi. Còn làm trai thì làm trên sân khấu, làm trai người ta biết thì chuyện đó chuyện khác nữa. Có nghĩa là chỉ cần lên sân khấu hay nhận ra là mình vui rồi đúng không? Đúng rồi, với cái hình tượng đó, thí dụ như mình ra ngoài đời, à người ta cũng biết phim nhân dân lậu nè, hoặc là gắn liền với cái tên Mậu Đạt nè cũng được nữa. Gọi cái gì cũng được, miễn sao người ta nhận ra mình là mình thấy vui rồi. Còn cái chuyện là bôi make up đi mà người ta không nhận ra thì thôi không sao đâu, không sao đâu. Không sao, nhiều khi mình còn thấy ôi trời khỏe quá. Mình đi tại đâu vì Thảo mình thấy đi là cái lúc mà đạt make up lên với lại không make up rất là khác nhau luôn. Rất chê hay sao? Không chê men lắm, men cực kỳ luôn á, nhìn men lắm. Vậy thì ngoài cái lô tô ra, cuộc sống đời thường của Đạt bình thường sẽ như thế nào? Nói chung thì cũng ăn ngày ba bữa. Vậy còn đi học không? Đạt tốt nghiệp rồi. Là bây giờ chỉ tập trung đi làm nghệ thuật thôi. Đúng rồi. Là ngoài lô tô ra mình sẽ đi làm những cái nghề như nãy Đạt nói là livestream, quảng cáo nọ đúng không? Chính xác. Vậy thì Thảo thấy như nè, thường theo nghệ thuật người ta sẽ hơi chú trọng đến ngoại hình một chút. Có nghĩa là người ta thường khán giả họ rất là yêu cái đẹp. Cho nên nhiều nghệ sĩ họ sẽ chọn đến tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ đẹp gì trước nha. Tôi biết không phải hỏi gì luôn á. Tôi biết luôn á. Thì Thảo định hỏi là Đạt thấy sao về cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, và Đạt có ấy ấy chưa? Chứ nhìn nó chắc không biết hả? Thì muốn confirm lại cho chắc thôi cái gì. Nói chung là cái đẹp thì ai cũng hướng tới, đặc biệt là những người nghệ sĩ. Cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đối với Đạt á, nó quá bình thường trong ngày nay đi, mà xã hội ngày nay cũng không quá khắt khe về cái chuyện đó nữa. Cho nên là riêng bản thân Đạt thì mình thấy đẹp thì mình cứ làm thôi, miễn sao mà nó đừng có bị quá lố, đừng có lạm dụng, đúng rồi, đừng bị nghiện. Nói chung vậy là sẽ ok. Đúng rồi, để nó sẽ không có những cái biến chứng về sau đúng không? Chính xác. Để sao về già mình coi mình còn thấy nó được được. Có nhiều một số người anh chị cũng hồi xưa theo cái trend của ngày xưa là làm rất là nhiều thứ lên người, kể cả không chỉ trên mặt mà trên cơ thể nữa, và về sau có những cái biến chứng rất là nặng. Đúng. Rất là tội nghiệp. Với lại phương pháp ngày xưa nó cũng không có được tiên tiến như bây giờ nữa. Chính xác. Thảo cảm thấy Thảo đã từng coi những hình ảnh đó rồi, và Thảo cảm thấy rất là thương những nghệ sĩ như vậy. Tại vì họ cũng muốn là xây dựng hình ảnh tốt đẹp hơn để khán giả họ yêu thích mình hơn thôi, nhưng mà cái di chứng nó mang lại quá là nặng nề đi. Chính xác. Thảo thấy có một cái bài hát rất là hay, đó là Bầu ơi đừng khóc. Một cái bài hát mà khán giả họ nghĩ rằng được viết ra dành cho cái nghề lô tô của mình đó. Đạt có biết cái bài đó không? Nếu Đạt được không? Thì trời ơi, hỏi sao chứ bài đó cái chủ đoàn tôi mà tôi không biết đúng không? Nếu vậy thì Đạt có thể nào tặng khán giả một câu được không? Trời ơi, nhưng mà Đạt nói trước nha, cái bài này nó có cái điểm á. Sao nghe nó có cái điểm nó hơi gỡ một chút xíu. Tại vì ngay chính cái bài này, cái MV này luôn cũng là được làm, được quay ngay cái ngày mà Đoàn bị mất cái điểm diễn đầu tiên. Là mọi người có thể search trên YouTube á, cái bài Bộ ơi đừng khóc á, là hạ cái tấm biển Sài Gòn Tân Thời xuống, dọn bến đi sang một cái địa điểm khác. Đó là mất điểm diễn đầu tiên với cái bài hát này luôn. Thì tiếp theo sau đó liên hoàn những cái chuỗi ngày ám ảnh với cái ca khúc đó dần dần xuất hiện với người đẹp lộ lộ của chúng ta. Cái bài này nó hơi có điểm chút xíu, cho nên là Đạt có hát không? Đạt hát luôn. Kệ nó, không có sao, kệ nó có gì đâu hả. Đạt hát trong show này nhiều khi về mà chết sụt lên mất hết trơn mình. Thì nó chắc cũng không rùi lắm. Không sao đâu. Chắc cũng không sao. Hát một câu ha. Ok. Bầu ơi em đang buồn ai lắm phải không, mà cha ngồi khóc cho mờ phai má hồng. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em đừng lo,
khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười. Vòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng vòng quay mà ngỡ như đời xoay tháng ngày. Bầu ơi con đường đó dù lại cắt nửa bài xong. Bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Trời ơi, quá là hay luôn á. Có xét chút xíu. Tôi biết mà. Đại hát quá là hay luôn á. Và cũng trong chính cái bài hát đó, Thảo muốn hỏi là có một cái câu hát đó là bậu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đâu. Thì có những cái lời nói không hay về cái ngành lô tô của mình, Đạt có cảm thấy chạnh lòng vì cái điều đó không? Đạt không. Trời, chạnh lòng cái gì không biết, lại xài đến vui gần chết. Đi làm là tại vì chưa nghe hay là tại vì cảm thấy nó không đáng quan tâm? Nói chung là đối riêng đối với Đạt nha, thì mình Đạt không có xem cái điều này nó quá lớn, nó quá ảnh hưởng đến mình đâu. Để cho mình còn có cái sức mạnh để mình đi làm. Thật sự là nó có chứ, nó phải có chứ, cái nghề này đặc biệt là nó bạc mà. Cái nghề này rất là bạc luôn, cho nên là có những cái lời nói này rất là nặng, mình nghe mà mình nhớ hoài, nhớ mãi luôn. Nó theo mình đến cả trong khi mình không có diễn nữa, mình đi về nhà rồi mà nó vẫn còn ám ảnh, nó quanh quẩn trong đầu mình. Nói về cái việc là nó cợt cỡm, nó kỳ cục sao đó theo cái nhận định của người ta đó. Nhưng mà nếu mà mình giữ cái lời nói của người ta trong đầu, trong lòng nhiều quá, thì làm sao mà mình mang cái năng lượng tốt đẹp, tích cực để mình đi diễn tiếp theo để những cái ngày hôm sau, để cho người ta vui, ta cười được, đúng không? Cho nên là mình phải ráng nghe vậy thôi, không để bụng quên. Hoặc là mình nghĩ là một cái lời nói đùi nó vui để cho mình tiếp tục mình làm công việc này. Thảo thấy là cái ngành lô tô này nó vẫn có nam hát, nữ hát. Nhưng mà nhiều khán giả họ lại thích theo cái dạng mà phải là nam giả nữ hát thì nó mới hay, nó mới duyên. Đạt có cảm thấy vậy đúng không? Đúng. Hay là nó... Đúng luôn hả? Là nó đúng. Là nó là một cái đặc trưng của lô tô luôn rồi hả? Hay đúng là... chính xác là những cô đào hát lô tô là phải là từ những người nam, rồi mình make up hóa trang thành nữ thì người ta coi, người ta mới thấy có cái sự cuốn hút duyên dáng ở trong đấy. Thảo thấy là ngày nay trên mạng xã hội á, cái nghệ thuật lô tô họ đang bị biến tướng đi khá là nhiều. Có những người họ hay chế lời bài hát, họ hay dùng những từ ngữ hơi có vẻ khiếm nhã một xíu, tục tĩu một xíu để họ hát lô tô. Thì nó làm cho những khán giả họ xem và họ sẽ cảm thấy lô tô chỉ là cái nghề mua vui thôi. Nó không có được tôn trọng, không có được xem như một cái nghề chính chuyên. Thì là một người trong nghề thì Đạt cảm thấy sao về cái vấn đề này? Đạt cảm thấy nè, nếu như mà Đạt gặp những cái người như vậy là Đạt sẽ đánh á. Để chơi, để giỡn. Về cái chuyện mà họ làm cho lô tô bị nói thì cái chuyện đó nó xảy ra cũng lâu rồi, từ xưa tới giờ rồi. Thì một cái vấn nạn rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thì cái hậu quả mà họ phải gánh chịu nó đã xảy ra rồi. Đó chính là có một cái thời gian là lô tô bị quay lưng lại với khán giả, có nghĩa là họ không thích nghe những cái điều đó nữa. Họ không thích tiếp nhận những cái điều mà nó không tốt như vậy nữa. Đặc biệt là đối với con em của họ. Nếu mà họ xem được những cái đó thì sao? Thì
chính những người đó họ sẽ bị đào thải ra khỏi nghề, đúng không? Đúng, chính xác. Họ sẽ bị quay lưng, họ bị đào thải, họ không còn được coi trọng nữa. Thì những vô tình thôi nha, một con sâu, một vài con sâu sẽ làm rầu nồi canh. Thì họ sẽ có một cái nhìn chung, họ đánh giá chung như luôn là tất cả những người nghệ sĩ lô tô đều như vậy. Đó, cho nên là mình ở làm, nếu mà làm ở trong nghề này mình cũng rất là buồn khi mà nghe người ta đánh giá, người ta quơ đũa ca nắm như vậy. Thì mình chỉ biết là né những cái điều đó thôi. Mình sẽ không bị lặp lại những cái sai lầm của họ nữa trên sân khấu, và mình sẽ làm đẹp, càng ngày càng đẹp lên cái hình ảnh của mình, để nó níu kéo lại, để cái, xây dựng lại từ từ. Đúng rồi, những cái hình ảnh đẹp đẽ mà người ta đã yêu mến. Khi mà Đạt theo cái nghề lô tô như vậy á, gia đình của Đạt có ủng hộ không? Hay là những ngày đầu có khó khăn gì không? Những ngày đầu thì gia đình của Đạt á không ủng hộ. Nói chung là họ nghĩ là cái này là cái công việc làm cho vui, gọi là cho có thu nhập thôi, chứ không nghĩ là nó sẽ gắn bó lâu dài với mình như đến tận bây giờ đâu. Thì có nhiều lần gia đình mình cũng nói là thôi con đừng có làm này nữa. Ba mẹ cũng nghe nhiều lời nói ra nó vô không tốt, ba mẹ cũng không thích. Hơn hết là ba mẹ thương con, lo cho con đó, nghĩ con là sẽ vì những lời nó sẽ buồn, cho nên là khuyên con đừng làm. Nhưng mà giờ 6 năm rồi ha. 6 năm trôi qua rồi. Tức là bây giờ gia đình đã hoàn toàn ủng hộ chưa? Là bây giờ là hoàn toàn ủng hộ. Hoàn toàn ủng hộ. Là mình làm cái gì ba mẹ cũng ủng hộ và chấp theo nhận. Dõi đúng không? Đúng rồi. Còn khoe cho bạn bè nữa. Ba mẹ có đi coi Đạt hát bao giờ chưa? Có. Có. Vài lần. Cái ba mẹ lấy hình mình giải gái nè, khoe tùm lum tại làm. Rất là hạnh phúc đúng không? Tại có vì... nhiều lần mà Đạt lên chương trình TV á, cái là mở lên cho mọi người coi, rồi xong gửi link qua. Dễ thương quá vậy. Con tôi nè, kiểu vậy. Thì thật sự là Đạt phải cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì gia đình đã luôn đồng hành với mình, ủng hộ mình như vậy. Tại vì Thảo đã thấy những rất nhiều hoàn cảnh mà gia đình không ủng hộ, rồi họ bỏ theo để ở cùng với đoàn lô tô luôn. Có nghĩa là vì cái đam mê của mình, chấp nhận là từ bỏ gia đình để đi theo mưu sinh như vậy. Đạt có gặp những cái trường hợp đó hay chưa, hay là trong chính đoàn của mình á, thì Đạt có cảm thấy như thế nào về những cái hoàn cảnh đó? Có chứ, Đạt thấy nhiều lắm luôn á. Nhất là về cái vấn đề mà gia đình, cha ba mẹ không ủng hộ về giới tính của con cái á, có nghĩa là họ không có thoải mái trong cái việc đó, họ còn khắt khe định kiến của những bậc phụ huynh đó, đúng rồi, của xã hội á, cho nên là cấm cản con mình, là không có cho vậy ABCZ, nghĩ là đi theo như vậy đó con mình mới bị như vậy, chứ không phải là chấp nhận cái việc là sinh ra đã là như vậy rồi. Thảo hiểu. Cho nên là cái việc mà đi bỏ nhà mà đi theo những cái đoàn hát lô tô là rất là nhiều, rất là thường xuyên luôn, đặc biệt là ở dưới các tỉnh miền Tây. Rất là thấy thương, thấy tội cho những cái hoàn cảnh đó luôn. Những cái lúc mà Đạt đi diễn như vậy á, thì những người xung quanh, chẳng hạn như hàng xóm, họ hàng của mình á, họ vui lắm. Họ vui lắm. Kiểu như họ thấy cái hình tượng này á, cũng rất là dễ thương, cũng đẹp, cũng xinh, cho nên là họ không có quá là chỉ trích nhiều đâu. Mặc dù là nói chung là trong lòng họ mình nghĩ sao thì mình không biết, nhưng mà cái cách thể hiện ra bên ngoài á, cảm thấy mình được tiếp thêm cái nguồn động lực. Mình không có bị sợ phải nhìn vào mắt người ta với cái hình tượng này, thì mình đã thấy rất là vui rồi. Thật ra cái chủ đề mà về lô tô á, Thảo thấy là ngoài trên sân khấu ra thì điện ảnh họ cũng đã đưa vào rất nhiều, chẳng hạn như những bộ phim nổi tiếng như là Chuyến Đi Cuối Cùng của chị Phụng nè, rồi Lô Tô nè, nhưng mà những cái bộ phim đó đều mang một cái màu sắc rất là hơi u buồn một xíu. Nó làm cho nó khắc họa lên một hình ảnh một người nghệ sĩ lô tô rất là khổ, có rất là nhiều nỗi buồn trong đó. Đúng rồi, thì nếu như mà Đạt có cơ hội để làm một bộ phim về cái ngành nghề của mình, Đạt sẽ làm nó theo một cái màu sắc như thế nào? Đạt cũng chưa biết là cái bộ phim mà mình muốn làm
về lô tô nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình, riêng mình, bản thân mình nha, mình muốn cái gam màu nó phải tươi sáng chút xíu, nó phải vui vẻ một chút. Ừ, hài kịch nữa hả? Đúng rồi, nó phải hơi chút pha hài, tăng nước vậy chút xíu. Tại vì á, thật sự nha, cái ngành này nó khó khăn, nó khổ. Thì rất là nhiều mọi người đã được biết ở trên các cái phim ảnh khác rồi. Những cái góc đó được mọi người tả rất là chân thật luôn á. Nhất là trong cái chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, người ta thấy được ở đó một cái sự yêu nghề, một cái sự tâm huyết rất là lớn. Mặc dù là khó khăn kinh khủng khiếp luôn, nó rất là khó khăn đến tận cùng luôn, nhưng mà họ vẫn thấy được một cái tia sáng, tia hy vọng. Thì riêng bản thân mình nha, mình lại bị sợ cái tiêu cực ở trong đó. Ừ. Mình không biết sao nhưng mà mình xem mình lại bị rất là sợ. Riêng Đạt là có con người mình gặp tiêu cực là mình sẽ né nha. Mình sẽ là say goodbye, rồi người đẹp trai cũng bye bye. Kiểu vậy. Thì mình coi mình rất là sợ. Mình thích coi cái gì nó vui vui thôi. Tại vì Đạt nha, mà coi cái gì tiêu cực nó bị ám ảnh. Trong đầu mình cứ vậy đó. Cứ lẫn quẩn hoài trong đó. Hoài. Nó sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống đời, bên, cuộc, không những cuộc mình. Sống mà mình lên sân khấu mình cũng không có cái mood để người ta vui nữa. Đúng không? Người ta đi coi lô tô, người ta chỉ cũng coi cái vui, cái vẻ, cái hài, cái hước để người ta giải trí thôi. Lâu lâu thì mình đệm thêm cái gam màu nó buồn, nó trầm xíu để cho người ta lắng lại, người ta có cái những cái phút giây đó là được rồi. Chứ không có cần lúc nào cũng phải nhìn mình là sẽ thấy khổ. No, I'm beautiful in my way. Đúng không? Mình đẹp, mình xinh, mình đi ra ngoài đường mọi người phải nhìn, phải ao ước được như mình. Tại sao mình không nghĩ vậy, đúng không? Nếu như mà nghệ sĩ lô tô nào cũng có cái tư tưởng là mình phải thay đổi đi, đừng để cho người ta nhìn vô và người ta cảm thấy thương cảm cho mình nữa, mà thay vào đó là một cái sự ngưỡng mộ, một cái sự ao ước, một cái sự yêu thích kiểu như vậy, thì nó sẽ thay đổi đi rất là nhiều cái bố cục chung của lô tô. Thảo hy vọng là trong tương lai, nếu mà thật sự có cơ hội, thì Đạt sẽ có một bộ phim cho riêng mình về chính cái nghề lô tô của mình ha. Hiện nay có rất là nhiều nghệ sĩ lô tô nổi tiếng, điển hình như là chị Lộ Lộ. Thì Đạt có muốn là trong tương lai hình ảnh của bản thân mình sẽ được nổi tiếng như vậy không? Đó. Muốn chứ, đúng không? Chị Lộ Lộ là một cái hình tượng mà mình nghĩ á, hiếm có ai mà xây dựng được như chị. Chị là một người phụ nữ mà quật cường. Một người phụ nữ nó không phải là phụ nữ nữa. Nó mang một cái sức mạnh, nó tiềm ẩn. Nó hay lắm, nó kinh khủng lắm. Nói chung là đi với chị Lộ nha, mình sẽ cảm nhận được một cái sự năng lượng tích cực từ chị rất là nhiều, rất là lớn. Chính mình là làm với chị 6 năm, đồng hành với chị 6 năm, mình học được rất là nhiều thứ ở chị luôn. Lúc nào cũng thấy chị là một cái chị đại mà lo cho tất cả các thành viên ở trong đoàn. Chị sẽ có một cái nhìn rất là đúng đắn về một cái người này để định hướng cho họ phát triển. Chứ họ chỉ không có phải là các bạn làm cho tôi thì tôi chỉ có cái nhiệm vụ là trả lương cho các bạn không. Chị không có như vậy, chị muốn mọi người làm đây nha, nhưng mà phải phát triển lên nữa, lên nữa, lên nữa. Chị cũng nói với Đạt hoài là ráng đi em có nhiều cái nét sáng, nhiều cái tiềm năng rất là lớn để phát triển. Chỉ tạo rất là nhiều điều kiện cho mình tham gia cái này cái kia, đi đâu mà có những cái mối quan hệ chị đều giới thiệu mình để tham gia vào đó. Chỉ là một cái con người mà nhìn ở ngoài thì hơi cục súc chút xíu, máu lạnh chút xíu, nhưng mà bên trong trái tim chị rất là ấm không. Thật sự nghe Đạt kể thì cảm thấy chị như là một người mẹ, một người thầy của các thành viên. Chị là trong cha. Cha. Rất là bảo bọc cho những đứa con của mình. Nói chung là đi bên chị rất là kiểu như an toàn đó. Điểm tựa rất là lớn cho mình. Mỗi lần trong cuộc sống mà Vân có nhiều chuyện buồn á, về nghề nghiệp hoặc là về gia đình, đều tâm sự với chị rất là nhiều. Chị cho mình lời khuyên,
Mặc dù lời khuyên của chị là chửi, những cái lời chửi nhưng mà làm cho mình tỉnh ra, mình giác ngộ. Cái giọng chị ong 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 trong đầu là, mình coi phim mình biết mà. Tiếng chuông đó, sư tử hóng rồi đó, cái kiểu. Nhưng mà chị lúc nào cũng có cái thiện chí là muốn xây dựng, muốn làm cho chị em tốt hơn lên. Theo Đạt vừa chia sẻ như vậy á, thì Thảo thấy là cái hình tượng, một cái hình tượng của chị Lộ trong lòng Đạt là quá lớn đi. Thì Đạt có sợ là chính cái hình tượng quá lớn đó, cái bóng quá lớn đó thì Đạt không thể nào vượt qua được để chứng minh bản thân mình là ai không? Ý của Thảo là cái bóng cái bóng của chị đó không? Cái bóng của chị. Chị thì thấy là chị bóng rồi đó. Nói chơi thôi chứ chị Lộ Lộ là một cái hình tượng mà không chỉ Đạt mà rất nhiều người mà khác yêu mến. Mình lấy chị Lộ làm cái động lực để phát triển. Chứ không có xem đó là một cái áp lực lớn cho mình đâu. Không có xem chị em rất là, nói chung là hỗ trợ và nâng đỡ nhau trong cái công việc này. Thì, tại vì Đạt cũng sẽ có những thế mạnh riêng đúng không? Đúng rồi. Thì chị Lộ là chị lớn tuổi rồi, thì chị có những cái nét của người lão làng, người đi trước. Thì còn mình là mình trẻ, mình có cái sự năng động, mình có sự dẻo dai mà chị không có. Kiểu như vậy. Thì hai chị em đi với nhau, đồng hành với nhau 6 năm trời, trải qua không biết bao nhiêu mà chuyện mà nói. Nói chung hỗ trợ, nâng đỡ nhau để có được ngày hôm nay. Cả hai rất là trân trọng cái khoảng thời gian đó. Đến tận bây giờ á, khi mà chị Lộ có những cái thành công nhất định trong công việc rồi, có một cái lượng khán giả rất là lớn, và mình cũng như vậy, thì cả hai chị em có nhiều khi mà ngồi nhìn lại á, thì thấy là trời ơi sao mà hồi xưa á, có thể là gọi là bắt đầu từ con số 0 mà bây giờ đến tận bây giờ có được nhiều thứ như vậy trong tay. Hai chị em rất là hạnh phúc vì điều đó. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Thật sự không có quý vị khán giả yêu thương thì sẽ không có mấy chị em Bộ Đạt cũng như là chị Lộ Lộ ngày hôm nay. Thật sự là qua cái cách mà Đạt chia sẻ thì Thảo cảm nhận được là Đạt rất là yêu cái nghề của mình, cực kỳ đam mê luôn. Vậy thì hỏi vui thêm một câu thôi. Nếu như không có cơ duyên của ngày đó để gặp chị Lộ Lộ thì Đạt nghĩ bây giờ Đạt đang làm nghề gì? Thật sự là Đạt không biết là mình đang ở đâu và làm gì luôn. Chưa định hướng được lúc đó. Lúc đó chỉ mong luôn mà học cái gì ra thì làm cái đó thôi. Là mình học diễn viên, mình đang làm diễn viên vậy thôi. Mà mình cũng không biết diễn viên là nó sẽ theo cái gì nữa. Là bi hay hài hay sao. Nhưng mà may mắn, thật sự là mình may mắn. Mình gặp được chị Lộ và mình được làm lô tô. Thí dụ như ai nha, ai nói lô tô là một cái điều gì đó nó bình thường, nó còn thậm chí là nó thấp kém đi chăng nữa, nhưng mà đối với riêng Đạt nha, Đạt rất là cảm ơn Lô Tô luôn. Thật sự mình rất là hạnh phúc khi mà mình có được những cái vị khán giả mà yêu thương mình. Khi mà mình bắt đầu cho tới tận bây giờ luôn, họ vẫn theo dõi, họ vẫn yêu mến, họ vẫn thích coi mình làm những cái gì đó trên sân khấu Lô Tô, thì có nghĩa là mình đang làm đúng. Mình đang làm những điều rất là ý nghĩa. Không có gì mà mình phải tự ti mà buồn vì cái việc là người ta chê cái ngành nghề của mình cả. Mà nhiều khi họ thử nhìn lại họ coi, họ đã hạnh phúc trong cuộc sống của họ chưa. Mỗi người một cột sống các bạn à. Cho nên mình không có lấy ra làm buồn đâu. Mình rất là hạnh phúc khi mà mình được làm được thôi. Thảo nghe Đạt chia sẻ mà Thảo cảm thấy hạnh phúc lây luôn á. Và thật sự là ngày hôm nay rất là cảm ơn Đạt vì đã dành thời gian đến với Amazing Good Job để có thể giúp cho khán giả hiểu hơn được về cái nghề lô tô và mang được một góc nhìn rất là tươi sáng, tích cực về cái ngành nghề này. Và hy vọng là Đạt sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trên con đường mình đã chọn và giúp cho lô tô Việt Nam sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa đối với bạn bè quốc tế. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Cảm ơn Thảo. Cảm ơn quý vị khán giả.